Vâng, ngày 15 tháng 3 khách hàng đến rất là đông. Trong buổi sáng ở ngoài trời Hà Nội đang mưa, các bác vẫn không quản ngại đường xa đi ô tô sang trực tiếp 133 phố Trường Lâm, là một bên Hà Nội để nghe như trải nghiệm tại 133 phố Trường Lâm, đông bên Hà Nội ạ. Dì ca audio. Bạn đang nghe đôi SH 1500 Pro để D50S mic với kép 3.1 và suốt 2012 Bluetooth. Trăm bộ đồ cực gấu luôn ạ, phát 25 kép. Giờ bên em gắm thêm suốt vào để chúng ta có thể trải nghiệm đầy đủ ra. Đây, combo karaoke chơi đa năng. Vâng, các bác cũng vui lòng đeo tai nghe để cảm nhận chất nhạc karaoke trên đôi lọc cây đây là 1500 Pro suốt 2012 Bluetooth, đẩy lên 50S và mic 321. Rất hay các bạn, đây đôi loa SH 1500 Pro dòng loa cao cấp của hãng Wiwood, đẩy lên 50S 2012, giờ chất âm cực kỳ là tinh tế, sống động. Cho vừa lòng em. Và rất sâu. Rất sâu luôn các bạn. Alo alo alo. Kể từ đêm pháo nổ diều hồ, em đành quên cả sao em kỷ niệm xưa xanh như biển lớn. Cho to lên tí. Chỉ đôi bằng nhung lụa sáu ngày. Anh về gom lại thứ em. Cả những trang giấy mỏng xanh màu.
gom cả áo lạnh ngày xưa. Anh đem ra đốt thành cho tàn, cho người xưa gọi vân vân. Ok, rất tuyệt vời, rất tuyệt vời. Hát rất hay. Đó, bên em các bác và anh em ở bên trong test combo loại SH 1500 bộ đồ đã chốt và đã đặt đơn hàng đây ạ. Vâng, ngày hôm nay bên em rất là đông. Đó, bên em lấy địa chỉ, thông tin địa chỉ và ship cho anh sang lắp đặt bộ SH 1500 bộ đồ. Và phía bên ngoài thì vẫn có một đoàn khách đang xem combo loại cả 4000. Rất là đông ạ. Đó, các bác và anh em cứ yên tâm đến với JK Audio thì luôn luôn được đảm bảo hàng chính hãng, đập hộp 100%, giá rất là tốt. Khách đến rất là đông đấy ạ. Ngày mùa trước ngày 8 tháng 3 đang có chương trình khuyến mại. Đó, Anh Long ở bên Hà Nội. Đó thì bên em cũng đang test phòng không gian ngoài với những combo đây, hai ba khách lấy hai bộ liền ạ. Và đây là bộ B50S này, mic VK321 và sub 2012 Bluetooth. Và bên em đang di chuyển ra xe combo loại SH 1500 Pro của một đoàn khách ở bên phố sang test trực tiếp một đôi SH 1500 Pro đấy ạ. Trời đang rất là mưa. Thì bên em gọi taxi lắp gấp trong buổi trưa ngày hôm nay, em gọi taxi tranh thủ lấy đôi SH 1500 vào đồ đấy ạ. Đó, bát 25 cực gấu và con đẩy D50S, mic 321 và con sub 2012 Bluetooth nữa. Đó, thì sau khi quá trình mà đến nghe tại showroom của JK Audio ở 133 phố Trường Lâm thì anh chị rất là hài lòng. Karaoke test tất cả các thể loại nhạc. Đó, không gian trong nhà bên em vẫn đang test cho các đoàn khách đấy ạ. Đó, còn sub 2012 màu vân gỗ nữa. Đó, các bác và anh em có nhu cầu thì cứ đến địa chỉ của JK Audio nhé, một địa chỉ rất là quen thuộc ạ. À, sub 2012 Bluetooth đấy ạ, chuẩn bộ đây. Đó, các bác chờ khách. Có khách chờ khoảng tầm một tiếng sẽ đến nơi nhé.